Thợ săn kho báu Mobile là tựa game màn hình dọc có lối chơi nhàn rỗi với các yếu tố nhập vai chiến thuật có các tính năng độc đáo và biến ảo khôn lường. Khác với các tựa game hiện nay trên thị trường, Thợ săn kho báu Mobile là game idol RPG đầu tiên giúp người chơi chuyển đổi tài nguyên ảo thành vật phẩm có giá trị thật. Dù bạn là ai, bạn thuộc bất cứ ngành nghề nào, bạn cũng có cơ hội tham gia trải nghiệm săn kho báu nhận thưởng thật trong tựa game AFK đơn giản nhưng độc nhất vô nhị này. Như đã nói, Thợ săn kho báu Mobile thuộc thể loại idol AFK nên người chơi không cần tốn quá nhiều thời gian cày cuốc. Bạn có thể thoải mái nhập vai chiến đấu, khám phá mọi thứ trong game bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Kể cả khi bạn bận rộn và không có thời gian chơi, bạn cũng không cảm thấy áp lực khi bắt đầu lại game. Chưa kể đến, tựa game màn hình dọc này có dung lượng cực nhẹ, chỉ hơn 100 MB, bạn có thể tải và cài đặt game đơn giản nhanh chóng chỉ trong vòng 1 phút mà không gặp phải vấn đề gì. Nhờ đó, người chơi cũng sẽ có những trải nghiệm cực kỳ mượt, dù thiết bị điện thoại của bạn thuộc dòng nào, cấu hình thấp ra sao thì vẫn có thể chơi được tựa game mobile này. Về cơ chế, người chơi sẽ nhập vai và điều khiển 5 nhân vật cùng lúc. Game phân chia các nhân vật theo 3 hệ phái và 9 vai trò khác nhau. Mỗi nhân vật sẽ sở hữu những bộ kỹ năng riêng biệt với hơn 100 skill khác nhau. Qua đó, người chơi được thỏa sức sáng tạo đội hình và tùy biến cách chơi, hình thành nên phong cách PK phù hợp cho mỗi tình huống để so kè chiến thuật và trình độ với những người chơi khác. Đặc biệt trong game Thợ săn kho báu Mobile, có một tính năng cực kỳ độc đáo là tinh châu. Tính năng này giúp cho người chơi chuyển đổi tài nguyên ảo thành vật phẩm có giá trị thật như voucher, các mặt hàng đồ ăn, thức uống gia dụng. Chỉ với một chạm mỗi ngày, bạn sẽ có cơ hội rinh ngay những phần thưởng cực kỳ giá trị mà game mang lại cho bạn. Tham gia vào Thợ săn kho báu Mobile, người chơi sẽ có một cuộc phiêu lưu khó quên, nơi bạn sẽ được đối đầu với những kẻ thù nguy hiểm, những sinh vật đáng sợ và được đắm chìm trong thế giới mở rộng lớn đầy thứ bí ẩn.